ប្រមួយនាក់បាទទី1ឈ្មោះសេងទូចពីរឈ្មោះលេះកិនបីឈ្មោះសឹមភ្លីបួនឈ្មោះម៉ៅពីការប្រាំឈ្មោះស្រីម៉ាក់ប្រាំមួយឈ្មោះស្រីប្រៃបាទប្រមួយនាក់នេះកំពុងតែមានចលនាយ៉ាងសកម្មយកម៉ាស៊ីនត្រង់សឺនើទៅកាប់រួមមានកំបិតពូថៅនិងកើនគ្នាយកទៅកាប់បាទដើម្បីយកឈើទាំងនោះទៅលក់បាទគេបានអត់ដឹងទៀតថារកកាយវិធីចាត់ចែងឲ្យមនុស្សចំណិតក្រោមអាវាតប្រាំមួយនាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យទៅវោះវែងដីនិងកត
prey vi chết ở thể hao thì hỏi đây có ban vào về kia dọc lối đã bao rồi rồi hỏi đây bà nơi tai chẳng đi ta prey nơi đây nơi tin nút vi tới chỉ chẳng nè bà ta prapop prey cả prap thiệt lắm miền tranh đi khất khai khai bẩn lắm bọc prap bà chia bộ rốt mô bị khai ngay ngay miền tới đó pram rồi bắt sập pram bột cua sa bà đây nít vì môn máu miền tới chia chốn pi rồi ha sập môi cua sa từ ruộng nữ bà hỏi từ ban ở nhà thố đánh chạy ở hỏi bà hỏi pi rồi ha sập môi cua sa đúng nhà khác có bắt bằng nuôi đây bà ruộng bắt bằng nuôi hỏi ở lớn cái đánh chạy đó kia an thật đầy rồi bà lâu nít pi rồi ha sập môi cua sa ban chạy trên potter bài chỉ lên chân một lúc xây miền chậm nuôn pram rồi bài sập pram bột cua sa một ruộng nữ đào miên mê cho nó mua cây một thì hái lúa cây một thì đi tiêu sao thọp miên để cá chặt luôn và hái thọp cho cúc rương cho bao à rương đại ly này và bao của chị chuẩn kì ngó thả rương ấy lúa cây một thì cho trương nơi tin nút lúa ăn bị bạc hẹp lúa sno ca được có bạc hẹp lúa mê bị âm hẹp rương một trái vẹt còn hai đây mình chặt còn và lúc quát miên để cá chặt luôn đấy và quát miên để cá chặt luôn cho hai ba bị chia bộ rót rích côn thả rương đi ba ở nhà thô mình bao lương khiếu ở nhà thô bẹp con sẽ bắt cái bẹp con mình bao lương khiếu ở lục cây một thi tế cứ lục cây một thi đi mình ăn vừa vậy cả về ba trong hơi ban kề miền ca đây một tô từ chẳng khăng khăng hà lục chả vai khét một vài sầm ươn ba cua ta cho cái chọn đó ai mưa khuôn ai phong ba lúc công mình đang mình đói ao bạn trai nặng cao phơi đẹp đa bà cũng rồi lấy bộ nâng cặp bông tại chặt vô đây là bảo loạn bà dương mình và tô tha mình chia chun quạt kho rồi quạt trái thế vận tai miên mê cho tới bảo bôi quạt từ qua ở đây bảo quạt tới thấy vô lùi bà không mà nẹt một liên nẹt khác bị bơ rồi từ mà quan trăm đô la đó bà nâng hơi cứ chỉ đây đi cá một bị hại bà phục ban và to thà mua cây một thì đi ca pi cái lòng tới ở nhà thôi khách tân trai bà lọt ban chấp đã cục bà ở nhà thôi khách tân trai cho ban chấp còn đã cục bà nhẹ nghe thiên ấm bản sông ca bỏ sai pi lục sóc xả ra mình trai khu tất cả lại sẽ là khách mà đôi kiri lúc ban miên và sát tam tu sát thá lúc nâng riệp trong cầm lắng cho tôi tin lúc nông bê chạp chạp bà lúc còn tại quạt nâng riệp trong đi bà nâng riệp trong đi bàn tay thấy hay được đây rõ hay luôn á bà lúc sốc hiện có bạn bỏ sai tam tù sắp prap thiện đầm đại thá lúc bạn đăng hao đường nâng tay lúc cầm bung đạo bài ca tới nặng hẹp thả tới phơi giả nà bà lúc chạm đạo bài ca tới lúc thấy rương nâng kịp đăng có hỏi thật trong bọn lúc khúc khất kia đông bà chúng mua chúng mua chúng mua ấy cài một thí nâng chân bởi lúc đạo bài ca càng để dứt càng để lo lúc bà càng để dứt càng để lo bà bạn lươn đi bà của đây ấy cái chặt nơi bà mát thẻ mở chuyên của xa nó hơi thấy chưa cặp ở họp mơ này ta nè và đại dư tích cũng đã lươn bịa thà mát thẻ prey khiêu và lấy cho tập prey sẽ độ là họ thà nè và chung vinh đây prey khiêu cũng bông chụp nơi ca cặp riêng khai chữ viên là họ thà nì cứ mơ bị lục chân chẳng tha áp bị bà đông khách mà đôi kỳ lý bản xoay to tam phần nghĩa tu tu thiệt ấm thá rương nâng lục bạn đằng đai tay lục tự tại chỗ căn đầm này mày bà lục đằng đai tay lục tự chỗ căn này bà chân hơi ba phải chia bộ rót thá cướp chồng lau tèm bấy nẹt bà cứ lau ao để ban ruột để bị muốt mình tự thua khó thở tê chân hơi ban phụ quát sơn đồng phố sầm ao sầm tạch thì dụ rầm tây có đôi chia đục sai sầm ăn hay nâng đục sai sực khan người ta chọc từ mười phong bà rương nâng cứ chia rương thôn thấu nè bà hỏi thưa mấy đi tiếp sau lục sân văn vật áp ba này cái đại ba sọc con nhẹ đại tiếp đừng bản to từ căn đồng này thưa mấy nếu sọc thưa mấy lục bản prap hà rương ní lục bản một căn thưa mấy tái lục có thọ lưu tha miên kê lục phơi bản cầm sân chẳng mèn bà miên bản lành lai chẳng mèn chân lục đằng này bà lục đằng phần đại lục từ thưa mấy bà chân hỏi thưa mấy cái đau chắc cái đau bà dương đằng dương phải nhập đằng rẽ cả nó cứ từ mưa mưa pro ấy lớn đấy làm việc kia từ đằng này mấy cái mình cho từ top scan bà đằng này mấy cái mình cho từ thưa bà đằng này mấy cái mình đau ở hân hơi bà đằng này mấy cái mình đau ở prà
ការកំបំផ្លាញយ៉ាងវិនិច្ឆ័យជាពិសេសទៅទៀតលោកជាពិសេសទៅទៀតមនុស្សមានដីកាចាប់ខ្លួនហើយមនុស្សនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងដល់ប្រភពប្រជាជនរាប់100នាក់គ្រួសារទៀតបែរជាអាជ្ញាធរខេត្តសមត្ថកិច្ចខេត្តមិនចាប់បែរជាទៅចាប់អ្នកកសែតយកលុយគេ 15,000 ឬក៏ 10,000 រៀលទៅវិញទៅចាប់បានលឿនមកបាទព្រោះអ្នកកសែតនេះព្រោះអ្នកកសែតហ្នឹងវាជាស្អឹងបាទទឹកកកគាត់តែដឹងរឿងវាផ្សាយអញ្ចឹងចាប់ឯងយកលេសឯងបាទអញ្ចឹងនេះនៅមានរឿងមួយទៀតលោកនៅខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតគេថាចេញពីខេត្តរតនគិរីឈើចាំញ៉ាំក្រោយមានអឹមអីណាអីកឹមរស្មីមានឈ្មោះណប់ណាក់អីណាមានស្អីឈ្មោះច្រើនទៀតប៉ិនចាំយកទៅផ្សាយនៅលើក្រោយព្រោះលោកនេះយើងសុំនិយាយតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទព្រោះថាល្មមហើយលោកស្វាយសំអឿនជាអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទមេតាមើលឈ្មោះកាយវិធីផងព្រោះគាត់នេះជាជនម្នាក់មានដីកាចាប់ខ្លួនបាទខ្ញុំដឹងថាដីកានោះគឺចេញដល់លោកចាំស៊ើបសួរភូផើសុនទៀតបាទសភាស៊ើបសួរបាទអញ្ចឹងមេតាចាប់ទៅបាទកុំឲ្យជនដែលមានប្រវត្តិមិនល្អក្នុងសង្គមបែរជានៅស្រួលនៅស្រួលបាទហើយបែរជាអ្នកកសែតគាត់តែលួចថតគេកាប់ព្រៃចោះគាត់ចាប់គេដែរបាទហើយប្រជាជនគាត់ទៅចូលទៅកាប់ឈើមកទៀតពីអតីតយកមកធ្វើផ្ទះឬក៏យកមកធ្វើអុសអីក៏ចាប់ដែរហើយក៏សូមសំណើទៅដល់លោកអភិបាលខេត្តជួយមើលលោកសុកសារាលោកសុកសុកខៀងលោកជឹងចន្ទថាបាទក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្លើយថាដឹងដែរគាត់នឹងរៀបចំដឹងដែរនឹងគាត់នឹងរៀបចំនៅពេលណាគាត់រៀបចំបាទឬក៏គាត់រៀបចំនៅពេលដែលគាត់ចេញពីទីនោះផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងបាទគាត់ចូលទៅអីបាទព្រោះគាត់ចូលរាប់ខែចូលគាត់ចេញចូលរាប់ខែប្រជាជនរីកាអញ្ចឹងបាទន័យថាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ប្រកាសរឿងហ្នឹងបាទន័យថាគាត់សុំកលុំជាមួយឲ្យឈ្មោះកាយវុធីកាយវុធីហ្នឹងមកបាទព្រោះអីរឿងហ្នឹងគាត់ចេញចូលកន្លែងហ្នឹងឬអីថាគាត់មិនដឹងបាទអញ្ចឹងមើលសុំលោកអាបានមើលទីមើលមនុស្សប្រមាណអ្នកហ្នឹងតើលោកជឿគាត់មកសួរមើលលោកធានអឹមសាយមែនទេហើយដូចប្រជាជនហ្នឹងនិយាយបាទប្រជាជននោះទៀតស្រាប់ទាំង5ចំណាក់ស្រុកគាត់មកពីណាចំណាក់ស្រុកទេបាទមិនមែនប្រជាជនរស់ក្នុងខេត្តទេណាបាទសិតចំណាក់ស្រុកទៅហើយប្រជាជនទាំងនោះគឺក្រោមការគៀងគោរបស់បុគ្គលខកខោឈ្មោះកៅវុធីនេះហើយឬក៏ប្រជាជនអស់ក្នុងខ្លួនទូចប៉ុនសមោចលោកមើលឃើញបាទខ្លួនទូចប៉ុនសមោចលោកមើលឃើញបើសិនជាដីនឹង500គ្រួសារជាងបាទប្រជាជន200ជាគ្រួសារគាត់បាននិយាយហើយគាត់ថាបើរត់យកវិញគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់ទេគាត់ជូនរត់ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចេញផុតបែរជាមនុស្សថ្មីមកយកក្រុមផ្សេងទៅដាក់ទីនោះអានេះវាហាក់បីដូចជាលៀងលុយអញ្ចឹងបាទប្រជាជនចាស់យកលុយមួយសារទៅដែលប្រជាជនចាស់ចេញយកអាថ្មីមកយកលុយមួយសារទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹងដែលប្រជាជននឹងចេញទៀតបានលុយដែរបានលុយដែរបាទអូដល់បិចរកស៊ីអានេះដល់បិចរកស៊ីបាទរកស៊ីតាមលំដាប់បាទអរគុណណាស់បាទសូមលោកអាបាខេតតាមមើលផងមើលលោកសុខសារាមើលលោកសុខៀងពលរដ្ឋចឹងថាទៀតដែលគាត់មានថ្មីដៃហ៎បាទបាទមានថ្មីដៃមែនតើបាទគាត់ជាពិសេសគាត់រៀបចំទៅហើយបើតាមដល់ថ្ងៃណាជាពិសេសលោកកៅវុធីនេះគាត់ដល់កៅវុធីនេះមិនធម្មតាទេមនុស្សក្លងតោទោះជាប់ច្បាប់បាទមនុស្សមានតោធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនបែរជាអត់ចាប់ទេបាទហើយឥឡូវមានសេរីភាពបាទគឺនិយាយចំទៅគាត់សបាយហើយកំពុងទៅសើចក្អាកក្អាយជួនកាលគាត់កំពុងមើល TNMTV គាត់សើចថាគាត់សោកគាត់ពុះវាផ្សាយហើយផ្សាយនឹងស្គួតអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យផ្សាយទេអញត្រូវជាមួយខេតអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំបាទ